Quá tuyệt vời. Ôi giời. Ôi giời. Ôi giời. Quá đẳng cấp. Bây giờ thì mình chào toàn thể các bạn nhé. Ngày mới chúc các bạn mọi điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Thì ngày hôm nay thì mình lại tiếp tục đi rừng để dò bẫy, bẫy cây. Nhưng mà nãy giờ thì mình đã dò hết toàn bộ số bẫy thì cũng chín khá là nhiều. Thì mình muốn làm một món ẩm thực dưới suối để chia sẻ cho các bạn xem. Thì nãy thì em đi dò bẫy, trong quá trình dò bẫy thì em không thể quay tường tận được, thì cái đó thì mong các bác thông cảm cho em nhé. Vì sáng nay thì em đi sớm quá thì em quay thì không được rõ ấy, thì em đã không quay, thì về dưới suối thì em sẽ quay cho các bác xem luôn. Thì ở cái điểm này ấy thì cũng dính một em chim, thì em sẽ lấy hết toàn bộ này, em dò được bao nhiêu thì em sẽ lấy ra để chia sẻ cho các bác xem đây luôn. Để về dưới suối thì mong các bác đợi em về dưới suối, em sẽ làm một video ẩm thực cho các bác xem. Đây thì chim và nói chung là hàng của em nãy mới dính đấy các bác này. Em dò nãy giờ là dính từng này nha các bác này. Thì cái bẫy ở cái điểm này ấy, ở cái bẫy này ấy, thì dính em chim này. Đây. Đây các bác này. Chim xanh, chim này thì nó lớn. Nãy thì đem lên cho các bác xem luôn. Nãy thì mấy em chim ở đây các bác này. Nãy thì mấy em chim ở đây em nhổ lông ở đấy thì cũng là một loại chim với nhau giống nhau hết. Chim này thì khá là lớn, nướng ăn thì cực kỳ là ngon này. Thì hai em chuột này nãy thì nó còn sống nhưng mà em đã tiện cho nó đi nha các bác. Vì chim này thì nó cực kỳ là, nói chung nó cắn thì cực kỳ là đau nên em đã, nói chung em tiện cho nó đi hết. Thì bây giờ thì em sẽ đem toàn bộ cái số em dò được đây về dưới suối để làm một món ẩm thực. Đấy, bẫy thì em đánh nha. Nói chung nãy thì em dò từ trên này xuống các bác này, đi từ trên xa xuống, đi khá là xa đấy, em đánh khoảng 50 cái chim này, chim mà thịt này các bạn thấy không. Ui, chim này nó lớn lắm. Đây em chim các bạn này, chim này, chim mà thịt này, nói chung giống chim này thì nó giống nhau hết các bạn. Chim xanh, chim này. Ui giời. Bây giờ thì em sẽ về dưới suối, sẽ điện cho một thằng em là để nó mang gia vị lên để ướp để nướng. Đấy, bác thấy không? Ô, em này thì gần đứt chân các bác. Ô, tí nữa thì mất ăn em này. Này, gần đứt chân này. Đấy, ô, chim này. Quá là nhiều. Đấy, thì bây giờ thì em sẽ mang về dưới suối để làm một món ẩm thực. Các bác đợi em về dưới suối nha. Chào về em. Đây các bác này, thì mình có điện em mình mang thêm một ít gia vị vào để tẩm ướp để nướng những em này. Đấy, thì không có gia vị thì nó sẽ mất đi vị ngon đúng không em? Đúng rồi. Đấy, bây giờ thì anh em mình sẽ làm một cái dòng suối này cực kỳ là mát. Bây giờ thì đi kiếm nước đi kiếm ít củi ạ. Thì nãy mà mình dò được thì mình đang ở trong bao nha mọi người. Bây giờ thì anh em mình sẽ dâm lửa ở điểm này. Thank you.
đấy, đây anh em, chuột này, chim này, ba em chim này. Chim này thì chim xanh nha các bác, vì nó cũng là một loại chim thôi, nó không phải những giống chim khác nhau đâu. Ba em này thì là một loại chim này. Còn chuột ấy thì hai em chuột này thì hai em chuột khác nhau, một em chuột đen, một em chuột dưới bụng thì nó trắng mọi người ạ. Thì theo như mình biết ấy thì em chuột mà dưới bụng nó trắng ấy thì nó ngon hơn. Nói chung nó xuất sắc hơn em chuột đen. Không hiểu lý do tại sao thì bác nào biết thì chia sẻ cho mình, nhưng mà theo như mình được biết thì em chuột mà bụng nó trắng, người nó thon dài thì em chuột nó thì ngon hơn. Đấy, ba em chim này. Ba em chim ngon. Hai em này thì béo, thật sự là nó quá béo luôn. Đây các bạn. Ôi trời này. Không ngon. Mình sẽ ướp gia vị các bạn, mình em sẽ bỏ một ít xạ, một ít mỡ ấy. Đấy. Ui này. Rồi, bây giờ thì sao ở bên que không ha? Không cho nó dọn đi em. Đấy, bây giờ thì tiến hành để sâu que. À, một bên bỏ một em vẫn được mà, đúng không? Vì cái que đó nó lớn ấy. Này à? Ừ. Úi dồi, đúng là siêu phẩm. Một que nướng hai em chuột. Chim thì mình phải kiếm que khác chứ làm sao bỏ hết được. Ui. Ngon. Ui. Bây giờ thì tiến hành nướng này. Cái này thì em kiếm viên đá lớn lớn, em bỏ làm sao để tí lâu lâu mình lại xoay một lần thôi, vì trời đang nắng nhưng mà mình ngồi thẳng này nó nóng quá, mình không thể ngồi gần được đâu. Ờ đúng rồi, kiếm lấy viên đá lớn lớn em. Đúng rồi, viên đá lớn vào như này, lớn này này. Đại. Quá tuyệt vời. Vàng nhỉ. Ui. Ý. Ô này. Nóng quá. Ngon nhỉ. Ui, miếng chim này nó vàng. Úi giời, quá tuyệt vời. Úi giời, xoay hai em chuột xoay ngược lên anh xem á. Đấy, bố bên này. Úi giời này. Nói chung thì cũng đã gần chín rồi mọi người, vì than này nó cực kỳ là nóng. Tuyệt vời luôn. Bây giờ thì em nướng đi để anh lại ở kia làm cái bàn ăn và kiếm ít lá chuối về lót cho sạch nhá. Bây giờ thì mình sẽ làm cái điểm này anh em này. Mình sẽ làm cái bàn ăn ở dưới nước này luôn để ngồi cho mát và kiếm một ít lá chuối để tí nữa thì mình sẽ bỏ em chim này. Trời thì đang rất là nắng, mình này đi giữa nắng nhiều quá, cảm giác nó đau đầu của mình ấy, đau đầu hết sức luôn ấy.
chín rồi. Anh bảo mày chín quá chín. Dạ. Ê, không, cái bàn này anh làm đẹp rồi mà. Ui giời ơi, đúng là lên cái tông màu quá đẹp. Xé đi em, đem chim ra đi. Làm sao mà quá ngon luôn. Ui giời này, ui giời, ui giời, quá đẳng cấp. Bây giờ thì mời cả nhà mình cùng ăn với anh em mình nha. Ngon lắm các bạn. Này, đấy, anh em có mang thêm ít muối này. Này em mình mang lên, mình thì đi trên rừng về. Em xé chim lên đi em. Chim người con ăn nhỉ? Hả? Người con nhỉ? Người con à? Ừ, như thế được. Em thử ăn ngon không em? Thật quá ngon. Ừ. Ăn miếng lớn nào. Ôi dồi, quá ngon. Mời anh em cùng thưởng thức với anh em mình nha. Đúng là người tính không bằng trời tính các bạn. Lại mình làm ở cái điểm này thì trời không nắng, nhưng bây giờ làm xong thì trời đang nắng này. Đây, chim này các bạn. Mời anh em cùng thưởng thức với anh em mình nha. Tắm với muối á. Muối cực kỳ là ngon. Muối ngon đấy. Tắm lớn vào. Đi rừng về cực kỳ là đói. Quá đói luôn. Mời anh em. Quá ngon. Chim ngon thật. Ok 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 ăn luôn em. Tắm ăn cả mới lấy luôn. Những người tính không phải trời tính. Nắng rồi. Ăn bên kia ngon. Ừ. Vật đầu kia bên kia ngon hơn. Chưa có nhũng rồi. Đi khô bán này. Nó quá chín rồi. Nó. Để thằng mình chẳng đâu làm đi. Đây nè. Đâu không? Anh xem cái tàu cá nó ăn bớt. Em biết được không? Anh biết được chắc. Để hai cánh chim. Anh biết được không? Ui, xong. Lá đi, lá vào con, lá lút,
cái mũi em khung, cái mũi nóng quá. Đây. Ôi trời. Ôi, chuột nó nhục. Đó. Hôm đó ăn mà nóng lắm, kéo ra, quá tuyệt vời, quá ngon. À, hôm nay thì anh em ăn đúng là sướng mồm luôn, đúng không? Chân lại tuột nhiều lắm. Đúng rồi, không phải, không phải nó sống đâu, vì do cái lớp này nó dày, thấy không? Thì nó thượt chín đi. Đúng là quá tuyệt vời các bạn, quá ngon. Bạn nào đã từng ăn thì comment dưới phần của video này cho mình được biết nha. Các bạn nào đã từng ăn thịt chuột rừng á. Em thì em chỉ ăn chuột đồng, nhưng mà không biết chuột đồng thì ăn như thế nào, nhưng em thấy nhiều người ăn chuột đồng nhìn thấy cũng ngon, nhưng mà chuột đồng thì nó khá là bé, nó không bằng được chuột rừng đâu. Chuột đồng thì nó cũng nó bé nhỉ. Ở vùng ở mình thì thịt chuột thì ở tỉnh khác ấy thì thịt chuột là một món đặc sản đấy. Ôi trời ơi. Ăn nó phải đạt cái miệng như thế này mới ngon. Da này bị chảy luôn. Mình thì mình không thích ăn da mọi người. Ăn ngon đấy. Chúng ăn chuột thì đảm để nhìn cái tốt nước này nhất, hạt nước quá. Dạ không? Cái món này.
này là cái ngon lắm. Phát âm bị lạc cây. Những lạc cây thì có sợ bỏ nhiều ngon. Rồi bắt cho chạy thôi. Thôi thôi. Mình còn lớn nhỉ. Đúng rồi. Bắt tính này nhé. Một em chuột lơm một miếng xương. Thì video thì em chạy xin tạm khép tại đây. Các bác yêu quý thì nhớ đăng ký ủng hộ kênh của em. Thì bây giờ thì hẹn gặp lại các bác ở những video sau của em nha. Bây giờ thì em sẽ cố gắng giải quyết cho hết số này. Rồi anh em tắm một tí dưới suối nữa thì anh em về ạ. Bye bye các bác nha.